được bạn muốn. Làm gì mà áo ước thầy xem cơ? Càng xem càng nghiền thầy ơi. Càng xem càng nghiền à? Thì xem online thầy bao nhiêu bài thầy giải cho con gì nữa? Nhưng mà con không đủ khả năng lục. Đâu con không biết được. Thế à? Thấy vậy chứ khó lắm. Thầy luận thầy là có chỗ bao nhiêu cả lá số lên trên đấy nữa rồi gì? Con không đủ khả năng nghiền làm. Sáng đi ngân hàng mà ngân hàng nó cũng vậy đó mà. Như ở Sài Gòn thì nó làm như vậy mà nó ngân hàng nó cũng tồn ở những quê còn. Nó không làm chạy xuống mà nó kêu này nó về điều này không có làm. Thứ hai con rửa cho nhà này. Thế quên mất lá số rồi. Tên là gì? À lá số như nào nhỉ? Dạ là ngày 20 tháng 1 năm 1980. Mấy giờ nhỉ? Dạ giờ thì không nói. Đang giờ gì? Giờ tốt. À tốt. Trời, đúng giờ tốt không? 20 tháng 1 năm 89 đúng không? Dạ, 20 tháng 1 năm 1989. Là ngày 13 tháng 10. Là ngày 13 tháng 12 âm lịch đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lá số giống hệt lá số Tào Tháo luôn. Thầy không nói đùa đâu. Lá số con có đông anh em á thầy, hồi thầy tưởng là con có nhiều anh em lắm. Mấy anh em thầy thì lắm. Đúng rồi, lá số này con lá số anh đầu mắt. Lá số của Tào Tháo này. Hôm trước thầy đã luận chưa nhỉ? À thầy hướng dẫn cho tính đại tiểu hạn rồi cho tự luận nhưng mà chưa luận lá số gì. Dạ. Ok. Hôm nay thích nghe thầy luận lá số này cái gì? Dạ. Thích nghe thầy luận à? Luận thì luận luôn. Luận lá số là nghề của thầy rồi. Ok nha. Thứ nhất là nam sinh ra ở cung âm nha. Vũ khúc thất sát nằm ở cung máu đấy, chính là cung âm. Cung này thì phải có tín ngưỡng là đúng rồi, thích được xem tử vi, thích có tín ngưỡng. Cung máu là cái cung mà cái người mà bệnh ở cung máu thường có tín ngưỡng rất là sớm, có niềm tin tôn giáo tốt. Và mệnh cung máu có sao vũ khúc thất sát ấy, là cái người rất là tài ba. Sao vũ khúc nói lên cái sự khéo tay, khéo léo, thông minh. Nhưng sao vũ khúc lại hơi cô độc. Giờ này chắc chưa có người yêu đúng không? Đã 29 tuổi rồi thì chắc là phải có rồi đúng không? Nhưng cái sao này là chậm hả? Hả? Có rồi. Chia tay à? Chia tay. Đúng rồi. Sao vũ khúc nằm tại mệnh là cái sao cô độc. Đây là một lá số rất là đẹp. Phải nói đây là một lá số đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì mệnh vũ khúc nằm ở đây á, nó giống như lá số của Tào Tháo. Là hai cái sao Nhật Nguyệt Thái Dương này, Thái Âm rất là sáng. Và cái sao Thái Dương tại cung Thìn này được gọi là rất tốt. Thìn, Thái Dương tại Thìn là cái độ thông minh vừa phải. Nhưng cái thông minh của Thái Dương tại Thìn nó khác với thông minh ở tại cung Ngọ rất sáng. Thông minh tại Ngọ là thông minh quá, nghĩa là tính nhanh quá. Nhưng cái nhanh đấy nó chính lại nó lại làm cho hay đau đầu. Thông minh rạng rỡ quá thì lại vất vả đấy. Những người Thái Dương tại Ngọ là những người mà sáng quá, thông minh quá đấy. Chính là vất vả, hay bị đau đầu, hay bị xuất huyết não, hay bị thất vọng rồi ngơ ngác. Là cái sao Thái Dương tại cung Ngọ. Như ở con ấy, là Thái Dương của con nó nằm tại cung Thìn rất tốt. Nằm tại cung Thìn là tốt. Thìn là cái giờ mà biết từ mấy giờ sáng không? Từ 7 đến 9 giờ sáng, mặt trời đang đi lên. Thế là có hướng đi lên.
thì sao Thái Dương nằm tại Thìn thì là cái là khả năng của mình, trí tuệ của mình nó có khả năng mở, thích tiếp nhận thêm thông tin. Đấy, và có thể gọi cho nó cao hơn, nó sáng hơn được nữa. Thì đấy là Thái Dương tại Thìn nhá. Sao Thái Âm nằm tại cung Tuất. Tuất là mấy giờ? Biết chưa? Đúng giờ sinh của con đấy. Là 19 giờ đến 21 giờ. Đấy, thì sao Thái Âm nằm tại Tuất cũng là sáng rực rỡ, cũng là miếu địa, Thái Âm miếu địa. Và ở giờ đấy là cái trăng nó còn vẫn còn sáng được nữa. Nghĩa là nó vẫn còn dài. Giờ Tuất là 7 đến 9 giờ, thường là trăng bắt đầu lúc đấy là mọi người mới thấy 7 giờ bắt đầu trời tối này, mà nhìn được cái trăng lúc đấy nó rất là rõ ràng. Vì mặt trời không còn nữa vào buổi tối, và trăng ở lúc đấy thì mới nhiều người ngắm. Và nó lại còn tiếp tục, nó đi một vòng nữa, nó dài hạn hơn. Nên là Thái Dương tại Thìn thì bao giờ, nhớ nhá, thì sao Thái Âm cũng nằm tại cung Tuất. Nhớ chưa? Hai cung Thìn Tuất là hai cung xung chiếu này. Đấy, cung Thìn được gọi là cung này á, là cung Thiên La. Và cái cung đối diện, cung Tuất, bao giờ cũng được gọi là cung Địa Võng. Đây này, Thiên La Địa Võng, nó gọi là Thiên La Địa Võng. Thì bao giờ Thái Dương Thái Âm nó cũng đóng như thế. Ở đây lá số của con ấy là cái sao Thất Sát Thủ Mệnh, nó đi kèm với cái sao Vũ Khúc. Cái sao Vũ Khúc là cái sao mà cô độc, rồi nghệ sĩ, nghệ thuật, và hơi lãng tử, có chút lãng tử. Đấy. Và nhưng cái sao Thất Sát nó đi kèm với sao Vũ Khúc ấy, sao Thất Sát nằm tại cung này, cung Mão này, bao giờ sao Thất Sát cũng là hãm địa. Đấy. Và cái sao Thất Sát khi mà nó là một sao xấu nhá, Thất Sát là sao xấu, hãm là xấu, nó chỉ tốt khi mà mình làm ngành binh nghiệp, như là đi bắt người khác hoặc đi chém người khác, hoặc là binh nghiệp ấy, làm công an, làm quân đội, đấy là tòa án, bảo vệ đất nước, đi chém người khác thì tốt. Bởi vì sao Thất Sát, Thất Sát chính là thanh kiếm. Và Thất Sát hãm địa chính là một thanh kiếm cùn, hãm mà. Và thanh kiếm cùn là thanh kiếm ngắn, là thanh kiếm gọi là đoạn đao. Và sử dụng cái thanh kiếm ấy rất hay bị nó đâm vào người. Sao Thất Sát Thủ Mệnh nhá. Thế thì vì cái sao Thất Sát nó đi kèm với sao Vũ Khúc, nên nó làm cho cái tính chất mềm yếu của sao Vũ Khúc ấy, nó bớt mềm yếu đi, nó sẽ mạnh mẽ hơn và dám làm, dám chịu, và còn có chút liều lĩnh ở sao Thất Sát. Ở đây á là lá số của con nó còn đẹp ở chỗ là có cái sao Tả Phủ Hữu Bật chiếu mệnh. Một lá số đẹp không thể thiếu hai sao Tả Phủ Hữu Bật, nhớ chưa? Sao Tả Phủ của con nó nằm tại cung Bệnh, Hữu Bật nằm cung Thân là cư tại Bạch này, chiếu vào cung Bệnh, đấy là gọi là Tả Phủ Hữu Bật. Thì cái sao Tả Phủ Hữu Bật khi mà nó chiếu vào thân cung Bệnh ấy, thì nó khiến cho cái người mà được cái sao Tả Hữu nó chiếu là thứ nhất có mấy tính năng như sau. Một là sẽ có người phó tá mình, đấy, sẽ có đệ tử. Hai là nó là cái sao mà khiến cho mình có khả năng phát triển một cách độc lập. Độc lập có nghĩa là tự thân vận động ấy, không cần nhờ người khác, tự thân lập thân, không cần quá nhiều nhờ vào gia đình, không cần quá nhờ nhiều người khác, nhưng mình vẫn lập ra, mình vẫn lập ra được sự nghiệp của mình, nghĩa là tự tay lập nghiệp. Thì cái tròm Tả Phủ Hữu Bật khi mà chiếu mệnh thì thường những người đấy là tự tay lập nghiệp, cái nghiệp đấy không do ai tạo cho mình hết, mà tự mình sẽ tự tạo ra cho mình. Đấy là hai cái sao Tả Phủ Hữu Bật. Và Tả Hữu mà chiếu mệnh ấy, thì thường là những người mà có quan hệ rất gắn bó với những người xung quanh, ví dụ như là đệ tử của mình, ví dụ như đàn em của mình, ví dụ như là nhân viên của mình, đấy thì có cái sự gần gũi đấy, gắn bó đấy. Và thường thường là sẽ có quân quyền ở phía dưới khi mà đạt được cái độ tuổi 32 trở ra, ví dụ như lá số này là 32 trở ra nhá, thì sẽ có quân quyền. Lá số này còn có gì nữa biết không?
một cái chòm sao rất đẹp, đấy là chòm sao mà Thiên Quý này. Cái sao Thiên Quý là cái sao mà tại mệnh ấy. Là những người mà không có khả năng tâm linh ấy thì không nói làm gì, nhưng ân quang Thiên Quý này, ân quang ở cung thân này chiếu Thiên Quý chiếu mệnh ấy, được gọi là Phật độ, là những người có rất có duyên với Phật. Ví dụ này, hay mơ tới Phật, hay mơ tới Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi khi khó khăn ấy, niệm Phật thì thường được trợ giúp, giúp đỡ và sẽ vượt qua được khó khăn. Hoặc là ân quang Thiên Quý là được, khi mà gặp nguy hiểm, nguy hại thì thường sẽ được một cái người nào đấy rất là cao quý, đường đột xuất hiện và che chở cho mình, thì ân quang Thiên Quý là như thế. Nhớ chưa? Và ở con ấy, lá số Thiên Quý tại mệnh được gọi là cũng luôn luôn có quý nhân phù trợ. Đấy, cả thân mệnh luôn. Đó là hai cái sao chọn tốt. Một cái sao nữa tại mệnh là sao Thiên Thọ. Sao Thiên Thọ nói về tuổi thọ. Đấy, người nào mà Thiên Thọ tại mệnh hoặc là chiếu mệnh thì là những người đã sống rất là thọ. Đấy, sao Thiên Thọ nó sẽ kéo dài tuổi thọ ra hơn. Một cái sao tốt nữa là sao Thiên Quan. Thiên là trời, quan là làm quan ấy. Sao Thiên Quan mà đóng tại mệnh thì bao giờ cái người mà được Thiên Quan đóng tại mệnh ấy cũng sẽ được cất nhắc và làm những cái chức vụ mà vượt hơn với khả năng của mình. Ví dụ khả năng của mình chỉ làm được chức nho nhỏ thôi, một quan nhỏ thôi, nhưng mà Thiên Quan tại mệnh ấy sẽ được cất nhắc lên cao hơn một chút nữa, một bậc nữa. Ví dụ như đáng lẽ mình chỉ là quan xã, chủ tịch xã thôi, nhưng vì Thiên Quan tại mệnh thì có thể bổ sung lên huyện, tỉnh, nó vượt so với những người cùng lá số nhưng có Thiên Quan tại mệnh. Một cái sao đó là sao Thiên Phúc tại mệnh. Thiên Phúc chính là phúc trời, là những người nào được sao Thiên Phúc ấy là được hưởng phúc từ trời. Và nói nôm na là gì? Nó là cái phúc mà mình tu nhân tích đức từ nhiều đời kiếp rồi, và đến kiếp này mình được hưởng cái sao Thiên Phúc đấy. Thì thường Thiên Phúc tại mệnh sẽ hay gặp những cái quý nhân phù trợ, hay được gặp những người tài giỏi, tài ba hướng dẫn mình, dẫn dắt mình để sau này mình thành một cái người đa năng, toàn tài và giúp ích được cho đời, là sao Thiên Phúc. Và một cái sao nữa là sao Đầu Quân tại mệnh. Sao Đầu Quân là cái sao hơi cứng tính, hơi khó tính một chút. Đầu Quân là hơi cứng tính, khó tính, nhiều lúc là hơi cứng, cứng nhắc, nó làm tại mệnh. Tiếp nữa là bạn có một cái sao nữa là Phục Binh tại mệnh. Sao Phục Binh này là cái sao mà gì? Là mình ý, có Phục Binh tại mệnh là thường xuyên bị răng bẫy, thường xuyên bị mất trộm, mất cắp, thường xuyên bị người khác hùa vào lừa gạt mình. Đấy. Phục Binh nó khác hóa kỵ nhé. Phục Binh là gì? Là khi mà bị cái gì đấy là thường mình bị tổ chức. Ví dụ như mình bị tổ chức người ta khác đánh này, mình bị khác tổ chức lừa này, mình bị khác tổ chức âm mưu lấy trộm tiền này, thì cái Phục Binh là cái sao của tổ chức nó gây ra cho mình. Còn cái sao hóa kỵ ấy thì nó khác, nó chỉ là đơn thân thôi. Ví dụ như một ai đấy nói xấu mình rồi, cá nhân, chứ không mang tính chính, tính chất là tổng thể, tổ chức như sao Phục Binh. Nghe không? Rồi. Và của con rất tốt nữa là có cả hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền. Đấy là điều may mắn nha. Ít người có cả khoa lộc quyền này lắm. Ngoài tả hữu ra, quang quý ra, con lại còn có hóa quyền nhị hợp với cung mệnh từ cung Tân Ách sang nhá. Hữu bật hóa khoa, hóa lộc nằm cung Tài Bạch, tam hợp với cung mệnh chiếu vào. Đấy. Thế thì những người nào mà có đủ hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, theo nghe thầy phân tích mãi rồi, hóa khoa nói về khả năng học tập, tiếp nhận thông tin, hóa lộc nói là kỹ năng kiếm tiền, buôn bán kinh doanh, hóa quyền nói lên chức vị, chức tước, được người khác nể trọng. Đấy, thế thì có ba cái khoa lộc quyền đấy thì được gọi là gì? Có toàn tài, có đủ mọi thứ, vừa có lộc, có tiền, có học thức, có quyền. Nếu mà chỉ có hóa lộc với lộc tồn không, mà không có hóa khoa ấy, thì được gọi là chọc phú. Biết câu chọc phú không? Chọc phú là ông nhiều tiền nhưng không có kiến thức thì được gọi là chọc phú. Những người đấy thì chưa được xã hội nể trọng. Đấy. Người ta chỉ nể người nào vừa có kiến thức nhá, vừa có tiền, mà lại vừa có quyền ảnh hưởng, gây cái quyền ảnh hưởng đối với người khác. Cái sao hóa quyền này cũng là cái sao quảng đại đấy. Nếu như không có hóa quyền thì cái người đấy khó mà quảng đại lắm. Ông có thể giàu, ông có thể giỏi, nhưng ông cứ vo vo một cục, ông đút một túi, ông không quan tâm đến người khác, ông không thể hiện cái
cái năng lực gây ảnh hưởng với người khác thì cũng vô nghĩa. Có hiểu không? Chính vì thế nên là một người đa tài, toàn tài và được nhiều người khác nể trọng thì phải có cả khoa lộc quyệt. Hóa lộc, hóa quyệt nhá. Ở con là còn nhiều sao đẹp lắm. Tấu thư nhị hợp là khả năng ăn nói khôn khéo này, tử tế này. Rồi sao Long Đức nằm tại cung thân này. Long Đức là chính là sao rồng đấy. Sao rồng ẩn nhá, nằm tại cung thân này. Hồng Loan cũng là một cái sao tốt tính. Hồng Loan đi hóa khoa là những người tử tế, tốt bụng và tốt tính đấy. Và Hồng Loan đóng cung tại Bạch thì sớm bước ra thương trường để kiếm tiền. Đấy chưa? Con là một người thân cư tại Bạch, về sinh ra một cái giờ Tuất đấy. Thân cư tại Bạch thì khác với những thân cư khác chỗ nào? Người thân cư tại Bạch thích kiếm tiền, thích làm giàu. Đó. Có thể là không thích chức sắc quan lộc, bổng lộc hoặc là uy quyền do một cái tổ chức hoặc là do nhà nước trao cho mình đâu. Nhưng người đây này người thích kiếm tiền, thích khẳng định khả năng của mình bằng cách là kiếm được nhiều tiền. Nó chính là phương tiện. Khi có phương tiện, có tiền, có phương tiện rồi thì mới độ được cho người khác, mới giúp được cho người khác. Thì con là người thích làm giàu. Tiếp tục này, con có sao thiên tài đóng cung quan lộc nhá. Cung quan lộc đã đẹp rồi. Tròm tử vi phá quân nằm cung quan lộc là tròm của ông chủ. Nhớ chưa? Nếu làm trong nhà nước, tử vi phá quân nằm cung quan lộc thường là những người làm trưởng. Ví dụ như trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc, đấy, chủ tịch là cái sao tử vi phá quân đấy. Còn nếu mà làm ngoài á, thì cái sao tử vi phá quân nằm cung quan lộc là số sẽ nghiệp ngoài sẽ làm ông chủ. Thuê người khác làm cho mình. Đó. Thì cung quan lộc của con cũng rất là đẹp. Và sao Thanh Long là cái sao Thanh Long là cái sao rồng ẩn nằm cung quan lộc này, nằm cung này là đắc địa, nó cũng giúp cho mình giống như một cái người tài ấy, đang cung con rồng như là ngọa hổ tàng long ấy, giống như một con rồng mà đang ẩn tàng và chưa xuất hiện. Bát bắt đầu từ 32 tuổi ra, đây này, cái đại vận 32 tuổi ra lúc này mới xuất hiện. Đây là một ông chủ lớn sau này giàu có đấy. Thường là ở trong chùa nào ấy cũng có đức ông. Đức ông là những người mà đúc chuông, xây chùa, tạc tượng đấy. Phật bao giờ phải có các đức ông đấy mới giúp cho xây được chùa, đúc được chuông, rồi tạc được tượng để thờ ở trong chùa, tu tập và truyền đạo, truyền kinh, đọc kinh, khai kinh kệ, rồi giúp cho dân chúng giáo hóa chúng sinh để cho họ cũng sau này cũng được về cõi Phật. Thế thì con ấy là cái người mà sau này có đầy đủ phương tiện để làm đức ông, nhớ nhá. Thế sau này kiếm được nhiều tiền, số này là giàu có rồi, nhớ xây vài cái chùa nhá. Tiếp nữa là Thiên Việt đấy. Thiên Việt cũng là một cái sao tốt, nó tốt cho việc văn chương, chiếu của cung mệnh. Sao Thiên Giải là trời giúp, bất cứ khó khăn nào đấy trong công việc thì cũng sẽ lúc khó khăn nhất thì sẽ có trời giúp để cho tốt. Sao Thiên Tài đóng cung quan lộc thì đặc biệt giỏi về một môn nào đấy. Thiên Tài mà đóng cung quan lộc thì đặc biệt sẽ giỏi về một môn nào đấy nhé, một cái ngành nghề nào đấy đặc biệt. Và khi có nhân duyên ấy, sẽ tìm được cái nghề mà mình canh doanh giỏi nhất. Thì thường ấy là cái ngành nghề đấy mà mình có sao thiên tài ấy, thường là những cái ngành nghề mà tiền kiếp mình đã làm rồi. Ví dụ như là có những người là thiên tài về nhạc chẳng hạn, ví dụ như Mozart chẳng hạn, thì là kiếp trước ông đã là thiên tài về nhạc rồi đấy. Kiếp này là về là vẫn khôi phục được cái tiền kiếp của ông và ông mới sáng tác được nhạc như thế, được chưa? Rồi các nhà khoa học, rồi những thiên tài đấy là thường là họ đã lấy những kiến thức từ vô lượng kiếp của họ tu tập và họ khai mở được thì họ mới xuất sắc là như thế. Còn nếu như cùng với thời gian một ngày 24 tiếng cũng đi học từ lớp 1 đến lớp 12 xong học đại học như những người bình thường ấy, thì không bao giờ họ có khả năng thành thiên tài như thế được, không bao giờ có những phát minh vĩ đại như thế được, mà phải lấy một cái kiến thức từ tiền kiếp ra thì họ mới đặc biệt tài năng như thế được. Thế thì của con ấy, cái sao thiên tài nằm cung quan lộc ấy
rồi nhân duyên sẽ khiến cho con tìm lại đúng cái nghề mà ngày xưa mình làm. Đấy, và lúc đấy con làm nó thì con sẽ thấy rằng là mình là người xuất chúng trong ngành này, lĩnh vực đấy nha. 32 tuổi sẽ có duyên tìm ra việc đấy. Về cung tài bạch của con, liêm trinh tham lang hãm địa nhá, hai cái sao tròm liêm tham này này đóng tại cung hợi này, được cung hợi này được gọi là cung tù đấy, nhớ chưa? Thân mà thư tài bạch mà tròm liêm tham đây, may mà nó gặp cái sao tuần này này, nó đóng vào liêm tham hãm, nó làm cho vượng đắc thì số không bị tù tội, số không bị tù tội nhá, chứ không nữa là toi luôn đó, không bị tù đâu, bởi vì thiên hình không chiếu mệnh, không chiếu vào cái cung này nên là số sẽ không bị tù tội. Nhưng liêm tham mà hai cái tròm này nó đóng tại cung tài bạch ấy thì cũng số cũng hay kinh doanh ấy, lúc kinh doanh hay bị vướng mắc về mặt pháp luật, về mặt pháp lý mà ảnh hưởng đến cái chuyện kiếm tiền của mình sau này nhá. Tiếp theo nữa, phân tích cho con cung Phúc Đức này nha. Cái mà thứ cần quan tâm nghe nhất, cung Phúc Đức của con tương đối đẹp, tương đối đẹp nhá. Con có một bà cô tổ rất là linh thiêng, độ giúp cho con tốt này. Rồi con cũng được thừa hưởng lộc âm của Phúc Đức nhà con để sau này con giàu có này. Đấy. Rồi con được các cụ gia tiên chăm sóc một cách chu đáo, kỹ lưỡng để sau này tốt hơn này. Đấy là những thứ mà con sẽ nhận được nha. Cung Phúc Đức của con thầy phải đánh giá nó phải tầm 8 điểm trên 10, tương đối tốt. Về cung nữa là, có biết tại sao thầy không muốn nói đến vợ và con không? Biết không? Bởi vì hai cung đấy sau này khó thành công. Thầy phân tích tiếp cung Liền Trạch nhá. Cung Liền Trạch của con có sao Thiên Cơ. Sao Thiên Cơ cũng không phải là cái sao chủ về giàu có ở cung Điền Sản. Đấy, nên là Điền Trạch đất cát của con sau này con chỉ vừa, nghĩa là nhà thì đẹp nhưng chỉ có một khoảng 1-2 mảnh thôi, 1-2 cái nhà thôi, không nhiều nhà lắm đâu nha. Con là số ít nhà, ít nhà thôi. Vì sao Thiên Cơ cũng là không phải cái sao chủ về giàu có, nhiều Điền Sản, ít Điền Sản thôi. Nhưng nhớ rằng sẽ gặp một miếng đất, một cái nhà mà sẽ có người chết đột tử ở đây đấy. Đúng rồi, và họ chưa siêu thoát. Nhớ đấy. Về cung huynh đệ, nhà có mấy anh em? Nhiều anh em đúng không? Có 7 anh em trai. Đúng rồi, 7 anh em. Đúng rồi. Và những người đấy là mình có thể kết hợp với họ làm ăn được nhá. Nhưng mà đại hao đám cung huynh đệ thì sau này con cũng là người cho anh chị em mình tương đối nhiều tiền, con không giữ mấy đâu, anh em trong nhà tốt, hòa khí tốt, giúp được nhau. Thế còn cùng vợ con đây, thứ nhất là thiên tướng gặp triệt lại gặp quả tú, cô thần chiếu vào, đó, cô thần cung Phúc Đức này chiếu vào cung phu thê này, đấy, quả tú chiếu này, rồi địa không chiếu này, tại cơ địa không là cái sao cực xấu nằm cùng vợ nhá, địa kiếp tam hợp nhá, ở cung thiên di lại chiếu vào cung vợ nữa. Ở đây muốn nói rằng con ấy là một người rất lận đận về chuyện vợ cũng như là tình duyên nha. Bởi vì đào hoa gặp địa kiếp đây này. Đấy, sao đào hoa gặp địa kiếp là cái sao, cái chòm sao rất là xấu nằm cung thiên di. Nếu mà là nữ ấy, là đào hoa gặp địa kiếp là dễ bị hãm hiếp. Còn là nam mà đào hoa gặp địa kiếp nằm cung thiên di ấy thì cũng số dễ bị gái lừa lắm, cẩn thận không bị úp sọt ấy. Đó, và đào hoa gặp địa kiếp nó giống như đóa hoa tươi ấy. Đấy, hoa tươi mà bị một cái thằng nó cầm dao kéo đến nó cắt xén hết hỏng ấy, giống như bó hoa mà bị đập ấy. Địa kiếp là bị đập, bị hành ấy, bị dập. Đấy, thì cái sao đào hoa như thế, và chính vì thế nên cái chuyện tình duyên long đong lận đận lại triệt cung vợ nữa, nên là trước 32 tuổi khó có cửa lấy vợ. Bởi vì sao triệt đóng đây thì trước 32 nó mờ hết cái cung này đi, cung vợ đi nhá.
lại triệt cả cung con bên cạnh nữa. Đúng rồi, triệt cả vợ, triệt cả con. Cái này là số này là số chậm vợ, chậm con. Nhớ chưa? Bởi vì sao vũ khúc đã là sao cô độc rồi, lại triệt vợ con đã là chậm vợ con, quá chuẩn. Muốn biết hôm nào lấy vợ gì? Hả? Dạ dạ. Thích lấy vợ rồi à? Thích lấy vợ chưa? Ừ, thầy hỏi này, ở đầu, ở trên đầu, ở mặt có sẹo nào không? Bị ngã, bị đập đầu vào đâu, bị đập mặt vào đâu, bị sẹo chưa? Có 4 tuổi. Hồi con 4 tuổi là rơi vào cái tròn thiên tướng gặp triệt, là cái đầu ấy, cái mặt ấy sẽ ăn sẹo. Đấy là 4 tuổi nha. Và dựa trên lá số tử vi này, thầy dự báo nốt những cái năm hạn cho con để mà tránh này. Thứ nhất nha, là năm 22, 23, 24, 25, 26 tuổi qua rồi. Tiếp nữa là 32, năm 33 tuổi nha. Cẩn thận ngã xe máy, tai nạn xe máy, đập mặt, mài sẹo mặt. 32 nhá, 33 nhá. 33 tuổi và 35 tuổi, cẩn thận ăn sẹo mặt. Ngã đấy. Hai cái năm hạn. Nhớ chưa? Tiếp nữa này. Tiếp nữa này. 44 tuổi. 44 tuổi nhá, là bị sẹo to nhất trong đời. Đấy, năm đấy sẽ ngã mà ăn cái sẹo to nhất trong đời vào mặt. Cẩn thận nhá. Nữa này, năm 52 tuổi, năm 52 tuổi nhá, cũng cẩn thận mà vì phụ nữ mà khuynh gia bại sản. Ừ. Thế là số con là gì? Đào hoa gặp địa kiếp, rồi có thiên phủ đóng ở đấy thì dễ mà đi về tiền bạc lắm. Rất nhiều lần vì phụ nữ mà bay nhà bay cửa. Và con không có số một đời vợ đâu nha. Nhớ chưa? Hai đời vợ. Hai đời vợ nha. Đúng rồi. Con không thành công vì sao gì là như nào? À, cung vợ cung con à, thay không thành công mà vợ con nên thầy nói sau cùng. Con của con sau này thì giỏi. Đấy, giỏi nhá. Rất xuất sắc nhưng không gần bố. Nửa đời đầu nó rất nghèo, nó không giúp được gì cho mình cả. Nhưng nửa đời sau nó giàu sụp, mỗi lúc mình chết rồi nó mới giàu. Đấy là bó tay nhá. Còn vợ thì hai vợ rồi, chắc chắn rồi, không cứu được. Vợ lấy được vợ đẹp một lần. Vợ đẹp? Được. Sao thiên tướng chính là cái sao vợ đẹp đấy. Thiên tướng là vợ đẹp này. Lấy được cô đẹp lắm. Thiên khôi nằm lại đấy nữa. Toàn sao đẹp thôi à. Văn xương, hỷ thần, phong cáo đóng vào đấy. Lấy được vợ đẹp lắm. Đẹp hơn mình nhiều. Mới tội sau này không ở với nhau. Sao? Nói chung là của việc của con mà để cho hai người không chia tay nhau là một bài toán rất khó. Mặc dù thầy là người chuyên đi cải mệnh cho người khác này, viết về lý thuyết rồi cúng để giải cải mệnh, nhưng riêng lá số của con thì rất trục trặc. Bây giờ muốn mà một vợ ấy thì có thì nó rất là phức tạp, bởi vì con có quá nhiều sao xấu đóng cùng vợ. Mặc dù thiên tướng không sợ tuần triệt, nhưng lại quả tú phá toái địa không địa kiếp, đào hoa gặp địa kiếp chiếu
nên là nói được cái sự cái tình duyên của con nó lận đận. Cũng rất may là con yêu mấy mối tình rồi, vài mối rồi đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Vài mối rồi. Ờ. Ba mối. Cũng ba bốn mối rồi nên nó đỡ xấu đi rồi đấy. Chứ còn chưa có mối nào nó còn xấu nữa. Nhưng tóm lại là sau 32 tuổi hãy nghĩ chuyện lấy vợ nhá. Con theo cái ngành nghề gì thì phải hướng dẫn con được không? Bây giờ thì nên làm biểu diễn, con có làm về nghệ thuật được không? Học ngành gì ra? Học ngành gì? À, bây giờ làm nghề gì? Phụ hồ à? Phụ hồ một con lá số đẹp như này hả? Ngày xưa Hitler ấy, ông Hitler ấy, nhá, mười mấy tuổi đi phụ hồ. Và khi mà ông Hitler là ngày xưa chuyên cầm cái chổi quét vôi ấy, là Hitler của quét vôi trên tường này này. Thì Hitler khi mà thấy một đoàn tàu hỏa đi qua, hôm ấy đi làm gần cái đoàn tàu hỏa đi qua gần đường tàu ấy, thì ông ta thấy rằng là những người ở trong tàu ấy, đi trên tàu ấy là những người rất là quý phái. Ngày xưa đi tàu là phải giàu có lắm, tàu hỏa, tàu xe lửa đấy. Đúng rồi, người ta nhìn ra ngoài, người ta thò cổ ra ngoài, người ta nhìn Hitler, và ta nhìn với con như là Hitler cảm giác như mình đang bị người khác cười khẩy, vì người ta đang rất sung sướng, đang lên tàu đi du lịch đẹp như thế, còn mình thì đang đứng quất vôi ở bờ tường. Thế Hitler bực mình quá, mới cầm cái chổi ghét vôi ấy, đúng rồi, đưa vào cửa sổ của tàu. Thế tất cả những người nào mà thò cổ ra đều dính vôi vào mặt Hitler. Thế là từ một người phụ hồ mà sau này Hitler làm quốc trưởng của một đất nước Đức vĩ đại. Bởi vì ông ấy có lá số cũng tương đối đẹp, con thì lá số rất là đẹp, có đầy đủ cơ sở để sau này tốt. Và 32 tuổi như dự báo của thầy, con mới tìm được nghề đúng của mình. Được chưa? Còn bây giờ con muốn nó tốt hơn, nó nhanh hơn thì con phải nhớ này. Thứ nhất là sau này mình có số làm ông chủ nha. Thầy có điện thoại tí nhá. Cô ạ. Dạ. Vâng ạ, vâng. Vâng. Vâng ạ. Vâng. À vâng vâng. Thế lúc nào cô lại đưa lên chỗ cháu đi? Chiều mai đi cô. Chiều mai cô. Vâng, vâng. Chiều mai khoảng tầm 3-4 giờ gì đấy ạ. Vâng. Đúng rồi, đúng rồi, vâng ạ. Vâng, vâng, vâng ạ. Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, dạ, dạ. Luận giải tiếp nhá. À, đang nói về nghề nghiệp nhá, thầy khuyên ngay lập tức là gì? Thầy nói là đây là số là ông chủ rồi. Nên là cái thời gian mà con ấy là, thì âm dương nó nghịch lý mà, mệnh sinh ra cung âm. Nên là nửa đời đầu bao giờ nó cũng hơi vất vả một chút. Trước 32 ấy, thì nó càng nghịch lý thì mình càng có nhiều kinh nghiệm. Đấy. Cuộc sống mà không có kinh nghiệm, những cái sự thất bại của mình chính là kinh nghiệm để sau này mình không phải vấp ngã. Thì trước 32 tuổi con được phép sống nháp và có thể chuyển hết nghề nọ đến nghề kia, thậm chí làm những thứ mà vất vả nhất để sau này con có một cái tương lai tốt hơn nhá. Bản thân thầy này cũng rất nhiều nghề rồi đó, nào là kinh doanh về máy tính, về công nghệ thông tin, làm về viễn thông, optimization cho mạng Vina Mobile chẳng hạn, làm tư vấn cho lập dự án, rồi đi giảng dạy
đấy, rất nhiều nghề đã làm rồi, thậm chí là nhà hàng mở như thế nào cũng biết đấy. Thế thì cũng có rất rất nhiều cái kinh nghiệm để mà mình sau này ấy, là mình rút ra những cái khó khăn của từng ngành nghề một, để chúng ta nếu mà khó khăn biết mà tránh rồi biết để xây dựng các kế hoạch dài hạn hơn, chiến lược để sau này thành công. Thì con cũng nên như thế, trước 32 tuổi con cứ trải nghiệm đi, làm cái gì cũng phải trải nghiệm, phải thực tiễn, phải lao ra mà làm, tự những cái đấy nó sẽ tích lũy cho con những kinh nghiệm tốt để sau 32 tuổi trở ra con làm một ông chủ tốt, nhớ chưa? Đúng rồi, bây giờ ấy đang làm thuê nhưng mà thời gian rảnh con có thể tham gia các lớp đào tạo về CEO, đào tạo về kế toán đấy, rồi về marketing, học dần đi để sau này làm ông chủ cho tốt, sau này con sẽ là ông chủ giàu đấy, nghèo ra đây với thầy. Giờ Hợi à? Nếu lá số mà giờ Hợi á thì con đã làm thầy lâu rồi nhá. Hai cái mệnh thiên đồng thiên lương này là hai mệnh làm thầy rồi, lại còn mã khốc khách tại mệnh nữa thì kinh lắm. Thầy biết mấy người bạn của thầy á cùng làm nhà tâm linh tốt, ngoại cảm tốt, đều có mệnh đồng lương này hết, mà họ rất ổn định. Anh em nếu mà làm đấy thì anh em không được đông lắm, vì sao triệt nó đóng cung huynh đệ cũng không khiến cho đông nhá. Thứ hai nữa là con đã, nếu mà mệnh mà thiên đồng thiên lương ở đấy mà ở đấy thì một là con làm nhà tâm linh, hai là con làm diễn viên điện ảnh lâu rồi, bởi vì con sinh ra như thế thì con quá tốt. Bởi vì sao? Mệnh vừa thuận âm dương vừa thuận ngũ hành, mệnh là hai sao thiên đồng thiên lương rực sáng, cùng phúc đức lại thái dương vượng địa tuyệt vời. Thầy quen mấy cái cô như này, thầy có biết một cái cô mà mệnh như thế này ấy, tốt lắm. Đúng rồi. Mà con mà sinh giờ, bố mẹ con mà sinh giờ Hợi á là bố của con có bồ, hoặc là bố của con có hai vợ. Thì bố con với mẹ con chỉ có chung thủy với nhau thôi, đúng không? Hả? Chưa, cưới nhau cơ. Bởi vì cả tả hữu là cả phục binh nằm cung phục mẫu, nghĩa là bố con phải hai vợ, mà các con vợ đều phải có con cả, vì có hai dòng con thì không đúng đâu nhá. Luận như thế đã thấy sai rồi, đúng không? Mà các em của anh em nhà con là toàn một bố mẹ, một bố một mẹ, đúng không? Thế thì không đúng rồi nhá. Tấn thật tất mà chắc chắn làm ông chủ. Mà thầy cũng chưa thấy đứa nào dai như con. Suốt ngày nhắn tin hỏi điện, bắt thầy xem cho như thế này. Thầy có biết dai như thế là gì không? Đấy gọi là cầu tiến. Những người cầu tiến thì sau này thường rất tiến bộ. Thầy ngày xưa cũng thế. Thầy mà thích ai, thầy thích môn gì là thầy cố gắng cầu tiến để học. Khó mà. Rồi, phải cố gắng lên nhá. Đấy là một ước tính tốt đấy. Nhiều lúc khi mà thấy ánh sáng cuối đường hầm thì cố mà bắt lấy ánh sáng đấy. Tiếp nữa là bao giờ chúng ta cũng đi xây dựng chiến lược trước khi xây dựng kế hoạch. Nghĩa là phải biết mình dài hạn, sau này mình là ai, mình có thể làm được việc gì lớn, hậu vận mình có tốt hay không. Đấy, mình có thể làm ông chủ được không, mình có giàu không,
mình có thành công trong công việc không, mình có bị hạn ách gì không. Khi người ta biết rồi vận mệnh của mình rồi thì người ta mới, đấy là chiến lược của đời mình, biết được mình về đâu, như thế nào, là ai, thì sau này phải lúc đấy mới cắt nhỏ ra. Ví dụ như 5 năm từ giờ đến 5 năm tới mình sẽ làm việc gì, 5 năm tiếp theo mình làm việc gì, đấy. Và trong tử vi ấy, nó sẽ tách ra là đại vận ấy, là 10 năm tới, 10 năm làm gì. Ví dụ như sau khi xem lá số của con ấy, thì thầy nói là gì, từ giờ đến, từ 22 đến 32 tuổi là gì, con có sao thiên cơ ấy, là chỉ đi làm thuê thôi. Sao thiên cơ là nên đi làm thuê, vì sao đấy không làm chủ được. Thiên cơ nó chỉ làm tài gia cát thôi, cái tài quân sư thôi. Con nên như thế, và lúc đấy mới con có sao thai đóng, cũng như là cuộc đời con cũng bước vào cái giai đoạn đầu tiên thôi. Thế còn 32 tuổi trở ra ấy, lúc đấy con rơi vào cung quan lộc, có sao thanh long, lúc đấy mới thành công được, rồi cái chòm thiên tài nó mới phát ra, lúc đấy trí tuệ của con giống như mới được khai mở ấy. Rồi sao dưỡng nó đóng vào đây nữa, nó khiến cho cuộc đời con bắt đầu lớn lên dần, thì bắt đầu lao vào công việc, và lúc đấy cuộc đời con nó bắt đầu một cách xanh, tự làm ông chủ, tự làm riêng, tự tổ chức công việc. Đấy, thì 10 năm tiếp theo là như thế nhá. 10 năm tiếp theo nữa, từ 42 tuổi ra nó rơi vào cái cung nô mộc này. Đấy, cung nô mộc có hai cái sao thiên đồng, thiên lương rực sáng chiếu lên, có sao đại hao, tiểu hao của con vào. Thì nhớ là từ 42 trở ra là phải học cách đầu tư. Có nghĩa là mình đã xây dựng được, kiếm được tiền bạc từ năm 32 đến năm 41 rồi. Mình đã tích lũy được một khoản tiền rồi. Và nếu như mình không biết đầu tư thì mình sẽ không giàu được. Phi thường bất phú nhá. Muốn giàu có lúc đấy phải đầu tư, có nghĩa đầu tư là khác với kinh doanh bình thường ở chỗ đầu tư là gì, mình dùng tiền của mình nhá, và cộp vào các dự án mà của người khác xây dựng đấy, đầu tư mà đấy, dùng tiền của mình và mình đưa vào những cái cơ hội tốt để mình kiếm ra được tiền dựa trên công sức lao động của người khác. Hiểu chưa? Mình lúc đấy chỉ có nguồn vốn thôi, còn cái việc lao động là của người khác, ý tưởng là của người khác, thì lúc đấy con phải làm đầu tư thì mới nhanh giàu được. Bởi vì một mình làm không thể bằng nhiều người làm được, và phải dựa trên cái vai của người khác, đứng trên vai của người khác thì mới nhanh giàu được. Thì 42 tuổi trở ra con học là một nhà đầu tư. Thế thì từ 32 tuổi trở ra đến 41 tuổi tích lũy được nhiều tiền rồi, và nhớ đọc các sách liên quan đến đầu tư. Được chưa? Và từ 42 tuổi trở ra mình là một nhà đầu tư và cố gắng tập tốt vào. Đấy. Và từ năm 52 tuổi trở ra con thấy không? Bắt đầu là sao thiên phủ đóng, có nghĩa là gì? Tiền đến với con một cách thụ động. Là điều mong muốn nhất của cuộc đời một con người là tiền đến một cách thụ động, nghĩa là không nghĩ đến tiền mà tiền cứ về, không làm gì mà tiền cứ chảy ra. Ví dụ như Bill Gates bây giờ ấy, là cổ phiếu của ông cứ thế là thặng dư, rồi tiền lãi ông cứ thế ông rút về ông tiêu thôi. Thì ông chả phải làm gì nữa thì tiền vẫn đến. Thì đấy là lúc đấy là tròn thiên phủ phát tác. Thiên phủ chính là lộc hố của nhà trời. Khi mà rơi vào tròm đấy thì tự nhiên tiền ở đâu nó cứ bung ra, nó đến với mình một cách rất có duyên. Hiểu chưa? Vậy từ 52 tuổi trở ra tiền đến với con rồi thì lại bắt chước Bill Gates ấy, đi làm từ thiện, đi xây chùa, đi đúc chuông, đi làm từ thiện cho trẻ con, từ thiện ở khắp các nước. Thì đấy là chiến lược của con 10 năm từ 52 đến năm 61 tuổi. Nhá, thôi không nói tiếp nữa. Thế thì con muốn có một cái chủ động trong cái cuộc đời của mình thì con phải biết vận mệnh của mình trong 10 năm một, và cuộc đời tổng thể của mình ra sao. Sau đấy lại con lại xây dựng chiến lược từng năm một. Ví dụ như khi biết đại vận từ 32 đến 42 tuổi rồi lại chia ra 32 nên làm việc gì dựa vào cái chòm sao đấy và cái cung đấy, 33 nên làm việc gì cũng thế. Thế là bắt đầu lập các kế hoạch nhỏ theo từng năm một. Được chưa? Có nghĩa là tính tiểu vận đấy. Và sau cái việc đấy rồi từng năm một chúng ta lại chia ra mỗi năm 12 tháng lại chia ra nguyệt vận, nghĩa là mỗi tháng đấy sẽ làm việc gì để cho nó thuận thiên. Đấy, ví dụ tháng rơi cung quan lộc thì mình đừng có sửa nhà đấy, bởi vì lúc rơi cung quan lộc thì mình nên đầu tư, nên làm ăn, nên quan tâm đến công việc, chứ đừng có sửa nhà vì chưa rơi cung điền trạch. Hiểu không? Thì làm như thế thì thuận thiên. Còn tháng rơi cung quan lộc mà cứ đi sửa nhà thì nó lại không thuận thiên, và nó sẽ trục trặc công việc, rồi nó không được đạt được những cái tối ưu, hiệu suất nhiều nhất, năng suất cao nhất trong công việc. Được chưa? Thế thì nên người ta phải xem theo tháng một. Có rất nhiều người cứ gặp thầy thì alo cho thầy xem tháng này làm việc gì thì tốt, thuận thiên. Đấy.
thế là tuân thủ theo tháng nha. Rồi đến tháng nữa là đã xem đến tháng rồi, nghĩa là kế hoạch nhỏ rồi đấy, đúng không? Rồi tháng thì lại chia ra, một tháng có 30 ngày lại chia ra từng ngày một nên làm việc gì đấy. Thậm chí môn tử vi này còn chia ra được giờ đấy, giờ tí làm gì, giờ xíu làm gì đấy, rất nhiều. Và người ta còn bấm được giờ tốt giờ xấu để người ta hóa giải, người ta tránh được cái họa hạn rồi làm được những việc tốt. Ngày tính làm sao, ngày tính làm sao à? Bây giờ ngày ví dụ như là con đang ở, bây giờ con ở tháng 9 nhá, tháng 9 nhá, thì con nhìn thấy chữ tháng 9 đây này, ở cái nguyệt vận thì bắt đầu tháng 9 là gọi là ngày mùng 1 nhá, và đếm thuận theo chiều của tháng, lên thuận theo chiều tháng nhá. Tháng 9 là mùng 1 này, mùng 2 là rơi vào cung Tân Ách đấy, mùng 3 lại rơi vào cung Tài Bạch, mùng 4 lại Tử Tức, mùng 5 Phu Thê, mùng 6 lại Huynh Đệ, mùng 7 lại cung Mệnh, mùng 8 lại cung Thìn này, cung Thái Dương này, Mậu cung Mẫu, mùng 9, mùng 10, 11, 12 đấy. Thế đến 12 là đến lại tiếp tục ngày 13 lại rơi đúng vào ngày mùng 1 đấy, 14 đấy, đến dần dần. Thế là ngày cứ đếm vòng tròn như thế thì là các ngày, hiểu chưa? Theo tháng, theo thuận theo kiểu kim đồng hồ nhá, theo các tháng nó ăn sao các tháng. Thì các tháng ở đây á, thì cũng ăn sao là thuận theo chiều kim đồng hồ, thì ngày cũng thế thuận theo kim đồng hồ nhá, được chưa? Con có gặp gì? Con học cái nghề hớt tóc á, con có theo nghề đó. Nghề hớt tóc hả? Nghề hớt tóc là cái nghề làm đẹp. Nghề làm đẹp thì người ta phải có cái sao, ví dụ như Thiên Việt này, Đào Hoa Hồng Loan Chiếu Mệnh, thế thì con có cả luôn. Rồi cả Phi Liêm nữa, dao kéo, phải cầm dao cầm kéo, thì con có cả Phi Liêm, có cả Đào Hồng Loan nằm cung Tài Bạch này, rồi Đào Hoa nằm cung Thiên Di này, rồi sao Thiên Việt nằm cung Quan Lộc này. Đấy là những cái sao mà làm đẹp cho người khác. Nói về nghệ thuật cắt tóc, Phi Liêm cũng là tóc nha. Ok, nghề đấy rất tốt. Và sau này biết đâu ở Sài Gòn con mở là một ông chủ to nhất về các tiệm tóc thì sao? Số là một ông chủ mà. Con không, Sài Gòn thì không phải không nha, thích. Con đang ở Tây. Thích ở tỉnh nào? Tây. Ở đâu? Ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng à? Lâm Đồng có, Lâm Đồng thì có thành phố Bảo Lộc à? Bảo Lộc ở Nam, ở Lâm Đan Kiên. Ồ ho. Đan Kiên. Thôi, số làm ông, số làm ông chủ thì kiểu gì cũng thành ông chủ. Hôm nay có gặp thầy hay không thì sau này vẫn làm ông chủ. Có nhân duyên không, biết không, được luôn. À, kinh quá, ngưỡng mộ thế cơ à. Đã nghe luận tử vi mà đã đời à? Hay nhỉ? Con có nghe cái sao thì cơ nó làm ở cung dần ấy thì thầy được. Thật ra cái sao Vũ Húc Thất Sát nằm tại cung này cũng làm thầy rồi. Người ta xem cung mệnh nhá, cung Mão này này, cung Mão là cái cung thường là các thánh hay sinh ra, rồi các thầy hay sinh ra đấy. Và đây con thầy không nói đùa mà, lá số của con giống hệt chính tinh, giống hệt lá số của Tào Tháo. Chính Tào Tháo cũng là một người thầy đấy. Các quân sư của Tào Tháo có giống như Khổng Minh đâu. Lưu Bị của nó, Khổng Minh là bấm ngày bấm giờ cho xuất quân xuất trận rồi tính toán thế nọ thế kia, đúng không? Nhưng mà Tào Tháo là người đa số là ông điều hành quân lính một cách trực tiếp luôn. Tất cả gần như các trận đánh lớn ông cứ toàn điều hành trực tiếp, ông cứ tự tính. Ông cũng là thầy, Tào Tháo rất giỏi. Nghĩa là con có số lá số chính tình giống ông ấy nên là cũng dễ làm thầy lắm. Cố gắng lên, cung Phúc Đức vô chính diệu mà, lại cũng trên trời rơi xuống, có khả năng làm thầy tốt. Lại đa tài nữa, Hoa Lộc Quyền chiếu đầy đủ, Khôi Việt. Đấy.
Thôi kiểu gì cháu cũng giàu. Không gặp thầy vẫn giàu mà. Gặp thầy chỉ là biết trước sau này mình giàu thôi. Ngày xưa ngày thầy bé nhá, ngày thầy bé là có một cái ông thầy, ông ấy nghiên cứu về tử vi, ông làm hẳn một bài thơ để tặng mẹ thầy, là nói là số thầy sau này sẽ như thế này đấy, là một người mà có quan hệ lớn hay vào những nơi gác tía lầu son, số được cận vương, được cạnh kề cận những người có chức sắc rồi, và đi sau này đi làm thầy. Hả? Cấp sắc hả? À đương nhiên rồi, thầy phải có cấp sắc chứ. À hôm nào thầy sẽ nói riêng. Thôi khi nào có thời gian thầy sẽ hướng dẫn thêm về các đạo ở Việt Nam, thế nào là tam giáo đồng nguyên, thế nào là đạo Phật, thế nào là đạo giáo, thế nào là đạo mẫu ở Việt Nam, thì có các đạo gì nó song song tồn tại ở trong cái đất nước này, và cái tín ngưỡng thờ người Bắc sát người Nam như thế nào, và thầy đang theo thứ đạo nào. Có thời gian thầy sẽ nói sau, bây giờ cũng khuya rồi, thầy phải nói đi. Xấu mà, thầy nói với con rồi. Tam môn kình dương hóa kỵ đóng đấy, thầy nói là có người chết đột tử đấy mà. Đúng rồi. Trong nhà luôn. Đúng rồi. Nằm vào thế thì gia tiên con không về được. Chính vì thế nên là cái sự giúp đỡ cho gia tiên của con đối với gia đình con nó hơi yếu. Thôi vụ đấy hôm nào thầy chỉ cho cách hóa giải sau, một cách tâm phục khẩu phục. Thế nhá. Alo. Hả? À thầy luận lá số bà Hillary Clinton hả? Đúng rồi. Thầy luận bé lâu rồi. Bà báo được tổng thống thì thầy cũng được uy thêm. Rồi. Thầy sẽ đăng bài này lên mạng internet nhá. Và thầy sẽ đăng cái bài lên internet cho mọi người xem, bởi vì trong này thầy có hướng dẫn mọi người cách tính nguyệt, cái nhật vận. Hôm trước là thầy chưa hướng dẫn cho mọi người, thầy sẽ đăng bài này lên để cho mọi người nghiên cứu thêm để biết cách tính ngày như thế nào trong lá số, và cũng ít lá số nào thầy luận giải kỹ như thế này. Rất hy vọng đây là một cái bài luận tốt, rồi hướng dẫn con cũng như do những người mà bắt đầu tham gia học tử vi để họ dễ hiểu hơn, biết thêm hơn về tử vi. Mong muốn của thầy là tất cả mọi người đều xem được tử vi để biết được vận mệnh của mình tốt xấu như thế nào, biết được biết xác định được cái đích đến của cuộc đời mình, rồi biết xây dựng chiến lược cho cuộc đời mình để phát triển, biết sau khi biết chiến lược rồi thì xây dựng được kế hoạch 10 năm một, rồi kế hoạch 5 năm, rồi kế hoạch 1 năm, rồi kế hoạch theo từng tháng và đến từng ngày. Rất mong như thế để ai cũng an lạc hết. Rồi, ok, xin chào nhá. Dạ, con cảm ơn anh. Con nhớ tới thầy nếu mà con không giàu. Rồi, kiểu gì cháu cũng giàu. Em video một cái mà tải về cho em của con bạn con muốn thì con không tải. Rồi, thầy sẽ đăng lên cho mà tải về mà xem nhá. Rồi. Rồi, xin chào. Chào các bạn.
Rất mong các bạn đăng ký vào kênh của Tử Vi Việt Nam để được cập nhật thường xuyên những bài như thế này, luận sâu hơn về lá số tử vi để cho tất cả các bạn đều tự luận, tự xem một tử vi cho mình. Rất mong các bạn ủng hộ Tử Vi Việt Nam. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.